cái hành vi mà nhai nghiền thức ăn của bé chưa có tốt và cái phản xạ phối hợp giữa nuốt thì chưa có hoàn thiện. Trong dị vật đường thở ở trẻ em thì phần lớn các nghiên cứu đều cho thấy là cái dị vật là thức ăn thì chiếm tỷ lệ lớn. Tuy nhiên cái tỷ lệ này có thay đổi theo lứa tuổi, thì nếu mà trẻ càng lớn hơn thì cái tỷ lệ mà không do thức ăn á, thì cũng có thể tăng lên. Thì trong cái dị vật thức ăn á, thường gặp nhất chính là hạt, các loại hạt đậu và xương. Ngoài ra thì có một vài cái dị vật á, thì dễ gây tăng nguy cơ biến chứng và tử vong hơn, như là những cái kích thước dị vật kích thước lớn hoặc là sắc nhọn hoặc là hình dạng tròn thì nó dễ làm bít tắc đường thở. Cuối cùng là vị trí thường gặp nhất của dị vật đường thở ở trẻ em là ở phế quản gốc hai bên, chiếm đến 70% các trường hợp. Dạ, theo một cái nghiên cứu vào năm 2002 thì trên tổng số 133 bệnh nhân là xác định dị vật đường thở thì cái khoảng thời gian chẩn đoán của bé là trải dài từ có thể chẩn đoán sớm từ một ngày và kéo dài hơn 30 ngày, thì cái tỷ lệ mà bé chẩn đoán mà lớn hơn chẩn đoán lớn hơn 30 ngày là lên đến 22%. Một cái nghiên cứu khác vào năm 2014 thì cũng cho thấy một cái tỷ lệ mà chẩn đoán từ lúc mà trẻ bị dị vật đến lúc mà trẻ được chẩn đoán á, từ 1 đến 3 ngày thì chiếm 36,8%, trong khi đó mà trẻ mà chẩn đoán từ 2 tuần trở lên trong đó đã chiếm 30,3% rồi. Và cũng trong nghiên cứu này luôn thì người ta thấy được rằng những bé mà chẩn đoán thời gian chẩn đoán đoán trên 14 ngày thì cái tỷ lệ biến chứng nó cao hơn hẳn so với nhóm chẩn đoán từ trong vòng 2 tuần đầu và thời gian nằm viện cũng dài hơn. Do đó thì ta thấy được rằng cái việc mà chậm trễ trong chẩn đoán thì sẽ có liên quan đến cái biến chứng trong dị vật đường thở. Thì việc chẩn đoán càng sớm càng tốt là quan trọng trên lâm sàng ạ. Dạ, đây là em xin trình bày về một cái diễn tiến tự nhiên của dị vật đường thở. Khi mà trẻ có một cái đợt khi mà trẻ bị dị vật đường thở thì trẻ sẽ có một cái đợt là thì trẻ sẽ có cái hội chứng xâm nhập sặc. Sau đó thì sẽ có một số trẻ sẽ dị vật sẽ được ho tống xuất ra ngoài hoặc là được nuốt xuống, thì trẻ sẽ tống xuất dị vật ra đường thở ra ngoài luôn. Còn một số trẻ thì sẽ tử vong do là dị vật lớn tắc hoàn toàn đường thở hoặc là phản xạ co thắt gây bít tắc hoàn toàn thở. Nếu mà trẻ phần lớn các trẻ sau khi cái hội chứng xâm nhập này qua rồi á, thì trẻ sẽ bước vô cái giai đoạn là triệu chứng nó sẽ ổn định, nó sẽ giảm bớt. Thì lúc này nếu mà trẻ mà không được chẩn đoán và lấy dị vật thì trẻ sẽ có những cái triệu chứng kéo dài như là khó thở không giải thích được, khò khè, tái phát nhiều lần, ho kéo dài á. Thì xen kẽ những đợt này thì trẻ có thể tăng nguy cơ vào các cái đợt biến chứng khác như là viêm phổi cấp, viêm phổi tái phát hoặc là những áp xe giãn phế quản, có thể là ho ra máu nữa. Để có thể chẩn đoán sớm dị vật đường thở, đặc biệt là khi cái biểu hiện lâm sàng không có rõ ràng thì chúng ta cần phải phối hợp nhiều biện pháp chẩn đoán khác nhau. Đầu tiên là về mặt lâm sàng. Thì theo một cái nghiên cứu thực hiện vào năm thực hiện vào năm 2003 ở 1.160 bệnh nhân thì người ta ghi nhận được là dị vật đường thở ở thanh quản và khí quản chiếm tỷ lệ tương ứng là 3 đến 13%. Thì mặc dù cái tỷ lệ này không lớn nhưng mà dị vật ở thanh quản, khí quản thì nguy hiểm và tăng tỷ lệ tử vong hơn, thì trẻ sẽ có cái biểu hiện như là thở rít, khó thở, đôi khi là trẻ có thể có khàn tiếng và suy hô hấp. Cái vị trí đường thở thường gặp nhất là ở phế quản gốc hai bên, tương ứng bên phải là 52%, bên trái là 18%. Thì
cái tỷ lệ này phế quản gốc chiếm khoảng 70%, thì bên phải sẽ lớn hơn, thường gặp hơn bên trái. Lý do là bởi vì cái đặc điểm giải phẫu ở phế quản gốc bên phải thì đường kính lớn hơn và độ dài ngắn hơn. Cái góc giữa phế quản gốc bên phải sẽ hợp với cái khí quản của mình, nó như một đường thẳng hơn, thì cái vị trí này thường gặp của dị vật đường thở. Thì biểu hiện lâm sàng của trẻ ở vị trí phế quản gốc thì thường là biểu hiện thì sẽ ít đặc hiệu hơn. Trẻ sẽ có thể có ho, khò khè, có thể ho ra máu, khó thở và có thể là khám thấy giảm phế âm. Ngoài ra thì các cái đường thở phân thùy phía dưới hơn nữa thì cái triệu chứng nó càng kín đáo hơn nữa và ít gặp hơn, ít gặp cái suy hô hấp ở trên lâm sàng. Dạ, thì lâm sàng của dị vật đường thở, tám chứng cổ điển đó giờ của chúng ta là ho, khò khè, giảm phế âm. Thì theo các nghiên cứu thì cái tỷ lệ này nó chỉ phát hiện dao động khoảng cỡ 40% độ đặc hiệu của tám chứng cổ điển thì khá là cao, lên đến 96 đến 98%, nhưng mà cái độ nhạy thì không có cao, 27 đến 43%. Các cái triệu chứng lâm sàng thì thay đổi đáng kể để tùy theo vị trí của dị vật như em nãy đã trình bày, và cái mức độ tắc nghẽn của đường thở, tắc nghẽn hoàn toàn hay là tắc nghẽn không hoàn toàn, tuổi mắc phải của trẻ, và đặc biệt là bản chất của dị vật, những cái dị vật lớn, kích thước lớn, sắc nhọn thì có nguy hiểm hơn và phụ thuộc vào thời gian phát hiện. Thì triệu chứng thường gặp của trẻ là ho, khó thở, thở nhanh, thở rít, giảm phế âm, khò khè đơn sắc. Có thể phát hiện các triệu chứng khác như là sốt, ho ra máu, đàm hôi, đau ngực, khò khè, khó thở chỉ gặp trong 25% số trường hợp. Dạ, theo một cái nghiên cứu thì chúng ta thấy được rằng theo một cái nghiên cứu tổng hợp giữa của nhiều cái nghiên cứu khác tổng hợp lại thì trong khoảng 12.000 bệnh nhân thì người ta thấy được rằng cái tỷ lệ các triệu chứng thường gặp nhất là ho chiếm 61%, và trong đó cái triệu chứng khó thở chiếm 34%. Còn cái nghiên cứu này là một cái nghiên cứu trên theo dõi, một nghiên cứu hồi cứu từ năm 2003 đến 2015, thì người ta ghi nhận các cái trường hợp mà dị vật chẩn đoán trên 2 tuần thì người ta thấy được rằng cái tỷ lệ thường gặp nhất vẫn là ho kéo dài. Cái tỷ lệ bệnh nhân bị khó thở thì lên đến 51%, thì nó sẽ cao hơn so với những cái nghiên cứu bên trên. Nghiên cứu này là đa số cái mẫu bệnh nhân là những cái chẩn đoán trong giai đoạn cấp tính. Dạ, về mặt lâm sàng thì cũng trên cái nghiên cứu tổng hợp các ca bệnh trước, tổng hợp các nghiên cứu trước đây thì cái lâm sàng như là nghe thấy giảm phế âm thì chiếm đến khoảng 63%, có thể nghe tiếng thở rít chỉ chiếm 17%. Trong nghiên cứu hồi cứu trên các bệnh nhân mà dị vật đường thở kéo dài thì khò khè chiếm 40%, cái bất thường đường thở, khò thở rít thì chúng ta chỉ chiếm từng lần lượt là 34 đến 11%. Dạ, vậy thì cái triệu chứng thường gặp nhất trên một bé dị vật đường thở nói chung cũng như là dị vật bỏ quên thì là một cái triệu chứng ho kéo dài. Thì nếu trên một bệnh nhân mà ho kéo dài, nghĩ do nguyên nhân nhiễm trùng mà chúng ta điều trị kháng sinh mà trẻ vẫn còn lặp lại thường xuyên thì mà không có tìm được nguyên nhân nào giải thích được thì chúng ta phải nghĩ đến một cái dị vật bỏ quên. Thì cái triệu chứng ho ở bệnh nhân dị vật bỏ quên là một cái ho khởi kéo dài ở một trẻ nhỏ hơn 5 tuổi. Có bệnh nhân trẻ có thể là có hội chứng xâm nhập vài tuần trước đó, trẻ có ho khan xen kẽ là các cái đợt ho đàm do những cái đợt mà biến chứng viêm phổi của trẻ. Trẻ có thể kèm các cái triệu chứng mãn tính khác như là khò khè một bên, viêm phổi tái phát nhiều lần tại cùng một vị trí giải phẫu.
Tương tự như vậy, triệu chứng khò khè ở một cái trẻ mà trước cái tuổi đi học là khoảng 4 5 tuổi thì chúng ta cũng nên phải cân nhắc nghĩ đến trường hợp là dị vật đường thở. Thì triệu chứng khò khè ở dị vật đường thở sẽ là khò khè khởi phát đột ngột, có thể là kéo dài, khò khè khu trú một bên, khò khè đơn sắc, và nó kèm theo các cái triệu chứng mãn tính khác như là ho, khò khè, viêm phổi tái phát. Dạ, tuy vậy thì bên cạnh những cái triệu chứng thường gặp của dị vật đường thở cũng như dị vật đường thở bỏ quên, thì trong đó các nghiên cứu đều thấy được rằng có một cái tỷ lệ khoảng 21% là trẻ sẽ không có bất thường, không có triệu chứng gì trên lâm sàng. Dạ, vậy thì cái lý do mà để một cái lý do mà trẻ lý do mà để chữ dị vật bỏ quên là trẻ cái giai đoạn mà hội chứng xâm nhập đã bị bỏ qua sau không có người chứng kiến, hoặc là sau cái giai đoạn hội chứng xâm nhập, cái giai đoạn này đã phục hồi rồi thì trẻ có thể bị không được phát hiện. Ngoài ra là những cái dị vật kẹt ở đường thở nhỏ như là phế quản và xa hơn nữa thì có thể những cái triệu chứng nó kín đáo và không đặc hiệu, dễ bị bỏ sót trên lâm sàng và có thể gây chẩn đoán nhầm với các bệnh hô hấp khác. Vậy thì cái cần lưu ý trên lâm sàng ở một cái trẻ mà dị vật đường thở chính là xâm nhập, thì hội chứng xâm nhập ở trong dị vật đường thở sẽ có hội chứng xâm nhập là trẻ sẽ đột ngột ho, khó thở, tím tái trên một cái trẻ là hoàn toàn trước đó khỏe mạnh. Thì cái triệu chứng này nó sẽ tồn tại vài giây đến vài phút, sau đó thì nó sẽ tự giới hạn. Cái độ nhạy của hội chứng xâm nhập này thì tùy nghiên cứu nó có thể là lên đến 92%, nhưng mà cũng có thể là chỉ có 55%, 45% là trẻ có hội chứng xâm nhập thôi. Vì vậy trên lâm sàng cái chìa khóa chẩn đoán của chúng ta là nếu mà nghi ngờ một bé mà bị dị vật đường thở thì ta nên khai thác cái hội chứng xâm nhập này. Và nếu mà hội chứng xâm nhập mà không có khai thác mà không có được chú ý tới thì chúng ta cũng không có loại trừ được dị vật đường thở. Dạ, tiếp theo em sẽ đến phần cận lâm sàng. Thì phần đầu tiên là X-quang. X-quang trong dị vật đường thở sẽ gồm hình ảnh trực tiếp và hình ảnh gián tiếp. Hình ảnh trực tiếp là chúng ta sẽ thấy trực tiếp dị vật đường thở, thì tỷ lệ này dị vật đường thở mà thấy được trên X-quang là những cái dị vật đường thở mà cản quang, thì cái tỷ lệ dị vật đường thở cản quang chỉ chiếm khoảng 10% trong số các trường hợp dị vật đường thở. Và đây là một cái hình ảnh X-quang bé này nó nhập viện bởi vì bé thở rít và bị khàn tiếng. Chụp X-quang thẳng nghiêng thì ghi nhận là có bị cài cái kim băng. Trong đa số các dị vật đường thở là dị vật không có cản quang nên trên lâm sàng chúng ta chỉ thấy được các hình ảnh gián tiếp. Các hình ảnh gián tiếp đó là ứ khí bất thường do tắc nghẽn không hoàn toàn, không hoặc là hình ảnh xẹp phổi do tắc nghẽn hoàn toàn đường thở, và các hình ảnh biến chứng khác như là viêm phổi, giãn phế quản, biến chứng hụt hơi như là áp xe, tràn khí để là trung thất. Đây là một hình ảnh là ứ khí bất thường đường thở. Hình ảnh này thì là do một cái sự tắc nghẽn, dị vật làm tắc nghẽn không hoàn toàn đường thở, thì cái khí bé hít vô được nhưng mà không có thở ra hoàn toàn được thì nó sẽ tạo bẫy khí nữa. Thì quan sát tốt nhất cái này thì chúng ta nên chụp X-quang hai thì hít vô và thở ra, nhưng mà cái việc này thì cần phối hợp của trẻ. Và đây là một cái hình ảnh X-quang trên một trẻ mà nghi ngờ dị vật đường thở, thì chúng ta thấy rằng cái phim mà thì hít vô thì nhìn tương đối là bình thường, ở thì thở ra thì mình thấy được là bệnh nhân là bé có hình ảnh ứ khí bất thường ở
bên phổi phải. Dạ, đây là một bé, đây là một bé nhập ở khoa mình, thì bé có hội chứng xâm nhập vào khoảng tháng 7, thì đây một cái X-quang vào ngày 9 tháng 8 năm 2021, thì X-quang này mình ghi nhận là hai bên phổi là gần như bình thường. Sau đó khi mà lần nhập viện này của bé nhập viện với mình là ngày 28 tháng 12, thì mình thấy được rằng là cái X-quang phổi bệnh nhân là có hình ảnh xẹp đáy phổi phải. Thì cái việc mà dị vật được lấy ra chậm trễ thì sẽ gây ra các cái hình ảnh biến chứng khác cho trẻ. Dạ, đây là một cái nghiên cứu thống kê trên 300 4 trên 400 bệnh nhân, thì chúng ta thấy được rằng á là cái X quang trên dị vật đường thở có thể hoàn toàn bình thường cho chiếm đến 33% trường hợp. Và dù cái dị vật đường thở ở vị trí nào, khí quản, phế quản gốc, thì chúng ta đều có thể ghi nhận là hình ảnh là không có bất thường trên X-quang. Dạ, đây là nghiên cứu này á, thì theo như hình này chúng ta thấy được rằng thì dị vật càng thấp thì cái thời gian trung bình chẩn đoán ra dị vật đường thở thì càng dài. Thì tương ứng với cái việc này thì cái tỷ lệ biến chứng của trẻ nó sẽ tăng lên, và cái việc phát hiện bất thường trên X quang sẽ nhiều hơn. Do đó có đến 30% X quang là không ghi nhận bất thường, thì nếu mà một hình ảnh X quang bình thường chúng ta cũng không loại trừ được dị vật đường thở. X quang ngực ở dị vật đường thở thì có độ nhạy từ 68 đến 76% và độ đặc hiệu từ 45 đến 67% tùy nghiên cứu. Thì đây là một cái cận lâm sàng hình ảnh học ban đầu cho những cái bé mà không nguy hiểm tính mạng. Thì cái dấu hiệu X quang này có thể thay đổi theo thời gian, và một cái số dấu hiệu mình chỉ có thể phát hiện ở giai đoạn trễ. Dạ, đây là sau đây, đây là phần CT scan ngực. Thì CT scan ngực cũng có hình ảnh trực tiếp là mình sẽ thấy được dị vật và những hình ảnh gián tiếp biến chứng do dị vật gây ra. Ngoài ra chúng ta có thể để chẩn đoán phân biệt với các bệnh lý khác. Thì độ nhạy của CT scan ngực ở trong chẩn đoán dị vật đường thở là gần 100% và độ đặc hiệu là tùy 67 đến 100%. CT scan ngực ở dị vật đường thở thì thường được chỉ định trong các trường hợp mà lâm sàng và hình ảnh X quang không có rõ ràng cho dị vật đường thở, thì lúc này chúng ta chụp X quang ngực, mục tiêu là để chẩn đoán phân biệt, và để cái việc này thì nó sẽ giảm cái tỷ lệ nội soi để chẩn đoán dị vật. Ngoài ra CT scan ngực còn có thể định vị chính xác cái vị trí của dị vật đường thở, kích thước và bản chất dị vật, từ đó thì sẽ định hướng cho nội soi sau đó. Ngoài ra thì CT scan ngực còn có thể giúp chúng ta là đánh giá các cái tổn thương phối hợp biến chứng của dị vật đường thở như là dẹp phổi, viêm phổi, tràn khí màng phổi, tràn phế quản. Mặc dù có nhiều ưu điểm vậy nhưng mà CT scan ngực vẫn có một số nhược điểm, đó chính là dương tính giả. Thì bất kỳ một cái cơ chế sinh lý nào mà gây hẹp lòng đường thở chưa thì đều có thể gây ra một hình ảnh là gây nhầm lẫn với cái hình ảnh dị vật đường thở, như là u bướu hoặc là nút nhầy, cục đàm à. Và bản chất của cái CT scan ngực là cắt lớp, nên nếu mà cái dị vật đường thở mà nhỏ hơn cái khoảng cách cái lát cắt thì có thể là không phát hiện được trên CT scan ngực. Thì theo bác thì đây là 30 mm thì sẽ không phát hiện được trên CT. Thì cho đến hiện nay thì âm tính trên CT scan ngực thì mình vẫn không có loại trừ được dị vật đường thở. Thì theo tùy theo các cái nghiên cứu thì cái độ nhạy của CT scan ngực khoảng 100% và độ đặc hiệu thì dao động từ 67 đến 100%. Theo một cái nghiên cứu gần đây năm 2017 thì người ta đề nghị rằng là CT scan ngực có thể làm giảm cái tỷ lệ mà nội soi không cần thiết để chẩn đoán dị vật đường thở.
Thì trong đây trong 142 bệnh nhân dị vật đường thở, nghi ngờ dị vật đường thở, thì người ta chia ra 60 thì sẽ có 69 bệnh nhân vừa được làm CT vừa được nội soi, và có 64 bệnh nhân là chỉ được nội soi luôn. Thì trong 64 bệnh nhân mà nội soi luôn thì trong đó có 60,9% là bệnh nhân có dị vật đường thở thật sự. Trong đó thì 25% là bệnh nhân nội soi thì không cần thiết. Trong khi đó trong nhóm mà bệnh nhân được CT thì cái việc mà 10 thì đến 94,4 bệnh nhân là được xác định trên CT và được chẩn đoán là dị vật đường thở qua nội soi. Chỉ có một trường hợp là bệnh nhân là âm tính giảm. Và trong đó 49 bệnh nhân là chúng ta không cần phải nội soi. CT giúp loại trừ. Do đó tác giả này đã khuyến cáo là có thể sử dụng CT như là một cái cận lâm sàng hỗ trợ để ngừa các cái nội soi không cần thiết để trong chẩn đoán dị vật, nghi ngờ dị vật. Đây là một nghiên cứu khác năm 2020 thì cũng cho thấy được rằng là cái tỷ lệ giá trị tiên đoán dương của cái này nó hơi bị ngược thầy. Dạ, giá trị tiên đoán âm là 99,2% và giá trị tiên đoán dương của CT scan là 86,5%. Thì tác giả này cũng khuyến cáo là có thể sử dụng CT như là một phương pháp hỗ trợ chẩn đoán dị vật đường thở. Dạ. Sau đó là sẽ là nội soi phế quản. Thì nội soi gồm sẽ có nội soi ống cứng và nội soi ống mềm. Thì đây là một cái phương pháp chẩn đoán xác định và có thể điều trị dị vật đường thở trên lâm sàng. Thì nội soi phế quản, đây là một số chỉ định mà nội soi phế quản trên lâm sàng. Thì như chúng ta thấy được rằng cái nghi ngờ dị vật đường thở thì cái nội soi ống cứng vai trò vừa là để chẩn đoán xác định, vừa là có thể để gắp dị vật luôn. Trong khi đó nội soi ống mềm thì chúng ta dùng để một chẩn đoán khả năng là bé bị dị vật đường thở hay không. Và cái hiện tại thì cái nội soi ống mềm vẫn chưa được có phổ biến trong cái việc mà gắp lấy dị vật. Ngoài ra còn các cái cận lâm sàng khác hỗ trợ chẩn đoán như là MRI, thì đây là một cái phương pháp chẩn đoán tốt và đặc hiệu cao. Đặc biệt là các cái dị vật như là hạt đậu thì sẽ bởi vì cái nồng độ chất béo trong những loại hạt này sẽ cao và ít được sử dụng ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên ít được sử dụng ở trẻ trên lâm sàng là bởi vì do cần phải gây mê và kinh phí còn cao. Ngoài ra còn có fluoroscopy, thì đây là một cái cận lâm sàng ít được sử dụng trên lâm sàng luôn và dương tính chỉ khoảng 50% trường hợp. Dạ, đây là một cái lô đồ tiếp cận dị vật đường thở theo up to date. Thì trên một bé mà mình nghi ngờ dị vật đường thở thì nếu mà trẻ có tình trạng huyết động không ổn định thì việc chúng ta cần làm là lập tức cấp cứu theo ABC, theo dị vật, theo trường hợp mà tắc nghẽn đường thở. Còn trường hợp mà trẻ lâm sàng không có đặc hiệu hoặc là triệu chứng ổn định, lâm sàng ổn định thì chúng ta chụp một cái X-quang ngực ban đầu. Thì nếu mà X-quang ngực ban đầu hướng tới nhiều là một cái dị vật đường thở thì chúng ta nên cho bé đi nội soi ống cứng để xác định và điều trị các dị vật luôn. Còn nếu mà một trường hợp mà X quang ghi nhận bình thường hoặc là không có rõ ràng thì lúc này tùy vào lâm sàng chúng ta đánh giá là nghi ngờ dị vật cao hoặc là nghi ngờ dị vật thấp hay là nghi ngờ trung bình cao. Nếu mà nghi ngờ dị vật thấp thì chúng ta có thể là theo dõi, quan sát thêm đánh giá 1 đến 2 ngày sau đó. Nếu mà triệu chứng không ổn định thì sẽ tiếp cận lại ban đầu. Còn nếu mà nghi ngờ dị vật trung bình cao thì các tác giả bây giờ khuyến cáo là nên chụp nên cho nội soi ống cứng luôn để chẩn đoán và để lấy dị vật. Tuy nhiên thì cái CT scan là một cái hướng tiềm năng có thể giúp mình loại trừ dị vật đường thở thì có thể cân nhắc sử dụng. Dạ, sau đây là phần điều trị dị vật đường thở. Thì cái việc quan trọng nhất của điều trị dị vật đường thở
là sẽ là lấy dị vật. Một khi mà xác định được dị vật đường thở thì mình nên lấy sớm nhất khi mà có thể. Ngoài ra còn các cái điều trị hỗ trợ khác như là kháng sinh, kháng viêm và theo dõi sau đó. Thì cái việc lấy điều trị lấy dị vật đường thở thì có hai phương pháp là nội soi ống cứng và nội soi ống mềm. Thì nội soi ống cứng là sẽ có cái ưu điểm là thì chúng ta có thể là thông khí ổn định trong quá trình nội soi. Cái việc mà nội soi ống cứng thì có thể một cái dị vật đường thở sắc nhọn thì có thể lấy nội soi ống cứng để an toàn. Dị vật khi mà mình lấy dị vật thì mình vẫn có thể kiểm soát đường thở tốt. Nếu mà trong quá trình thao tác nếu mà có chảy máu hay là thì chúng ta có thể dễ dàng thực hiện phối hợp các cái phương hỗ trợ khác để cầm máu, tiến hành và một vài cơ sở có thể là tiến hành nội soi ống mềm trong nội soi ống cứng luôn. Nhược điểm của nội soi ống cứng là thì bác sĩ lâm sàng cần phải huấn luyện kỹ năng tốt và bé thường là phải gây mê toàn thân. Nếu mà một trẻ mà chấn thương vùng cổ thì không được dùng. Và cái nhược điểm lớn nhất của nội soi ống cứng là ở trẻ em thì nội soi ống cứng thường chỉ đến được cái phế quản gốc hai bên. Trong khi đó nội soi ống mềm sẽ có các ưu điểm là khảo sát được cái đường thở xa mà ống cứng không có đến được và trẻ có thể là không cần gây mê toàn thân. Chúng ta có thể sử dụng được trong các cái trường hợp mà chấn thương vùng cổ mặt và có thể thực hiện được qua cái ống nội khí quản. Nhược điểm của nội soi ống mềm là không đảm bảo được thông khí ổn định khi nội soi, không đảm bảo đường thở khi mà cần phải đắp những cái dị vật sắc nhọn, không bảo vệ được đường thở khi mà đưa dị vật qua vùng thanh môn. Tóm lại thì nội soi ống cứng hiện nay vẫn được coi là một cái dụng cụ can thiệp lựa chọn hàng đầu để chẩn đoán xác định để chẩn đoán xác để chẩn đoán ở một trẻ xác định hoặc là nghi ngờ nhiều dị vật đường thở. Nội soi ống cứng có thể gắp dị vật ở phế quản gốc được. Nội soi ống cứng nên được thực hiện ở các dị vật lớn sắc nhọn. Nội soi ống mềm thì ở trẻ em nội soi ống mềm được dùng như là một cái để chẩn đoán ưu tiên để chẩn đoán hơn trong các cái trường hợp mà lâm sàng chưa có rõ ràng hoặc là cái vị trí dị vật đường thở chưa được xác định rõ ràng. Thì trong những cái nghiên cứu gần đây á, thì cho thấy cái tỷ lệ nội soi mà cái việc mà nội soi ống mềm điều trị dị vật đường thở cái tỷ lệ thành công khá cao, khoảng 89,6%. Thì nhưng mà cái việc này nó còn phụ thuộc vào cái cơ sở y tế và dị vật đường thở. Trong những cái trường hợp mà dị vật đường thở không đe dọa tính mạng á, thì nội soi ống mềm là một cái lựa chọn ưa chuộng hơn ở người lớn và cái tỷ lệ mà chẩn đoán và lấy dị vật thành công nó cao. Dạ, đây là một số thiết bị hỗ trợ ở trong trong việc mà gắp dị vật. Thì tùy vào bản chất của dị vật thì chúng ta sẽ có những cái các cái dụng cụ này nó sẽ có ưu điểm khác nhau như là có móc rồi và đây là một cái phương pháp là đốt lạnh nếu mà có mô hạt nhiều. Dạ, đây là một cái hình ảnh mà quá trình nội soi giờ em không có chạy được, em xin phép được bỏ qua được mà. Bên cạnh cái việc điều trị mà lấy dị vật thì dị vật đường thở còn còn có những cái biến chứng thì chúng ta cần phải kháng sinh và kháng viêm. Thì cái việc sử dụng kháng sinh và kháng tiêm thì không có phải là một cái điều trị bắt buộc thường quy trong cái trường hợp mà mô hạt nhiều ở phản ứng viêm nhiều. Trong những cái trường hợp mà viêm dị vật kéo dài, cái đường thở bị tổn thương, tổn thương thì mô hạt nhiều thì chúng ta có thể là hoãn cái việc mà lấy dị vật ngay, có thể là điều trị corticoid toàn thân 3 đến 7 ngày trước đó. Thì cái việc này sẽ giúp cho cái giảm kích thước và cái kích thước dị vật, giảm phản ứng viêm và giúp cho cái việc mà lấy dị vật nó sẽ thuận lợi và an toàn hơn. Ngoài ra cái kháng sinh nó chỉ định trong dị vật đường thở là chỉ định trong những cái trường hợp mà mình nghi ngờ hoặc là xác định nhiễm trùng hô hấp. Tuy nhiên cái việc mà sử dụng kháng sinh này không nên làm trì hoãn cái việc lấy dị vật ngay cả khi bệnh nhân có viêm phổi hay nhiễm
trùng huyết, bởi vì mình cái việc mà lấy dị vật thì sẽ hỗ trợ giúp mình là lấy dịch cấy rồi điều trị ổ nhiễm trùng áp xe. Sau khi bệnh nhân soi dị vật mà trẻ có phù nề hoặc là trẻ có thở rít thì chúng ta có thể phun khí dung adrenaline. Phần cuối cùng là theo dõi. Hầu hết trên lâm sàng các bé sẽ cải thiện ngay sau khi lấy dị vật. Ở những cái trường hợp mà có bất thường hình ảnh học biến chứng thì chúng ta nên theo dõi từ 6 tuần đến 3 tháng sau khi lấy dị vật, theo dõi quá trình hồi phục của bé. Cái sau đó thì chúng ta cần ngăn ngừa dị vật trong tương lai. Dạ, em xin tóm tắt nội dung bài của em là dị vật đường thở là một cái tai nạn sinh hoạt thường gặp có thể gây tử vong di chứng nặng nề ở trẻ em nếu không phát hiện sớm. Tuổi thường gặp là trẻ nhỏ hơn 4 tuổi, nếu mà không phát hiện và điều trị sớm thì có thể gây biến chứng lâu dài. Lâm sàng thì tùy theo vị trí của dị vật, mức độ tắc nghẽn, tuổi mắc phải, bản chất dị vật và thời gian phát hiện sẽ có lâm sàng biểu hiện khác nhau. Thì cái chìa khóa để chẩn đoán dị vật đường thở trên lâm sàng là khai thác bệnh sử hội chứng xâm nhập. Tuy nhiên, hội chứng xâm nhập có thể bị bỏ sót nên do đó nếu mà không có thì chúng ta cũng không loại trừ được dị vật đường thở. Các hình ảnh học như là CT scan, X-quang ngực thì giúp gợi ý hỗ trợ chẩn đoán, nhưng mà hiện tại âm tính thì cũng không loại trừ được dị vật đường thở. Và nội soi là cái phương pháp chẩn đoán xác định cũng như điều trị tốt nhất trong dị vật đường thở. Hiện nay cho nội soi ống cứng vẫn là lựa chọn đầu tiên hàng đầu trong điều trị lấy dị vật ra. Em xin nhấn mạnh là nếu mà trẻ đã qua cái giai đoạn mà hội chứng xâm nhập, trẻ vô cái giai đoạn mà hội chứng nó sẽ có những cái triệu chứng tái phát nhiều lần, thì cái việc quan trọng của chúng ta là nên khai thác lại cái hội chứng xâm nhập trước đó của trẻ. Dạ, bà em xin hết rồi. Dạ, em xin cảm ơn thầy Tuấn và mọi người đã lắng nghe. Mời cô đến. Dạ, sếp. Cảm ơn Thu Trang. Thu Trang làm rất là kỹ về dị vật đường thở. Dạ, thì Thu Trang làm cái chuyên đề này là tại vì trên lâm sàng lúc mà đợt em đi lâm sàng thì cũng có một số ca dị vật đường thở, và cái ca có một cái ca là có chụp X-quang hồi tháng 8 mà lúc Thu Trang trình slide có chiếu thì có một cái điểm rất là thú vị là tại vì hồi tháng 8 mình có thấy cái hình ảnh dị vật ở phế quản gốc bên phải rồi mà lúc đó là mình lại bỏ sót thì cũng rất là đáng tiếc cái bé này. Dạ, thì hôm nay em cũng có mời các bạn thuộc nhóm nội soi ra cái buổi sinh hoạt chuyên môn sinh hoạt của câu lạc bộ hô hấp để cùng thảo luận và có những cái ý kiến đóng góp cho Thu Trang nói riêng và cũng là chia sẻ kinh nghiệm nói chung. Dạ, thì ở đây có bác sĩ, em thấy có bác sĩ Hương, bác sĩ Phúc và có bác sĩ Hương Sương nữa. Dạ, không biết các bạn có ý kiến hoặc là đóng góp gì cho Thu Trang hay là muốn chia sẻ kinh nghiệm gì không ạ? Mời bác sĩ Phúc đi. Dạ, em xin chào sếp và các anh chị ạ. Dạ, thì vừa rồi thì nghe được cái bài trình bày của bác sĩ nội trú Trang thì rất là hay, và có nhiều điểm thì cũng cần phải học hỏi thêm. Tuy nhiên thì trong cái phần trình bày của bác sĩ Trang thì mình cũng có một số cái điểm mình xin nói thêm. Thứ nhất đó là về cái vấn đề về cái vai trò của chụp CT scan trong cái chẩn đoán dị vật đường thở. Thì phần lớn thì nếu mà có cái dị vật đường thở rõ trên cái hình ảnh X-quang cộng với cái lâm sàng có những cái tam chứng cổ điển như bạn Trang vừa trình bày, hoặc là có cái hội chứng xâm nhập rõ cộng với cái hình ảnh của dị vật cản quang trong X-quang, thì hầu như những trường hợp đó chúng ta chắc chắn nó là có dị vật đường thở. Thì phần lớn các trường hợp của dị vật đường thở này nó sẽ rơi vào trường hợp cấp tính, tức là cần phải giải quyết để mà lấy dị vật. Thì lúc này vai trò của nội soi ống cứng là cái vấn đề được đặt ra ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên thì không phải là còn cái vấn đề về cái vấn đề chụp CT scan ngực trong dị vật đường thở, thì phần lớn là những cái đó nó sẽ rơi vào cái trường hợp khó, tức là những cái dị vật bỏ quên
hoặc là những cái trường hợp như là dị vật không cản quang trên phim X-quang ngực, hoặc là em bé có những cái biểu hiện của cái hội chứng xâm nhập không rõ ràng và chúng ta nghi ngờ em bé này nó có những bất thường khác, thì chúng ta mới có nên cái chuyện là tiến hành chụp CT scan ngực. Hoặc là những cái trẻ mà nó có những cái biểu hiện của cái những cái chuyện của những cái vấn đề khác ngoài cái CT ngực, ngoài cái dị vật đường thở, và được khuyến cáo ở những cơ sở mà chưa có triển khai được cái vấn đề về nội soi phế quản. Còn nếu mà chúng ta các nghiên cứu cũng như là những cái guideline và những cái khuyến cáo thì hầu như là đều nói ít đề cập đến cái vai trò của cái vấn đề mà nếu chỉ là dị vật đường thở đơn thuần. Và phần lớn hiện nay thì CT scan ngực có độ phân giải cao HRCT, thì cái độ phân giải này cái những cái lát cắt rất là mỏng, thường thì từ 1 đến 3 mm, và phần lớn các cái máy hiện nay thì lát cắt nó sẽ dao động khoảng là 1,2 mm. Thì hầu như các trường hợp mà có dị vật thì đều có thể phát hiện trên CT. Và nếu dùng cái CT, cái HRCT mà với cái lát cắt 3 mm, thì với những trường hợp này thì hầu như cái dị vật đó nó rất là nhỏ, và hầu như hiếm có trường hợp nào mà dị vật nó lại rơi vào trường hợp mà nó nhỏ như vậy mà nó gây ảnh hưởng đến cái vấn đề đường thở hay là cái gì đối với em bé. Và cái vấn đề của bạn Trang trình bày về cái nội soi ống cứng và nội soi ống mềm á, thì nhiều cái nghiên cứu gần đây cũng như là nhiều cái tổng kết gần đây thì họ thấy cái vai trò của cái nội soi phế quản ống mềm của, thì ngày càng được ưa chuộng hơn so với nội soi ống cứng. Bởi vì trước kia thì về cái vấn đề là nội soi ống cứng thì nó có cái lịch sử như là sếp rồi các anh chị cũng trình bày trong những cái buổi thảo luận chuyên môn của cho tất cả mọi người á, tức là nó sẽ có cái về cái vai trò của cái vấn đề lịch sử phát triển nó lâu dài hơn, rồi cái kỹ thuật họ tiến hành trong cái thời gian nó lâu hơn so với nội soi ống mềm đó. Rồi tuy nhiên gần đây và trong những khoảng vài thập kỷ trở lại đây thì cái vai trò của nội soi ống mềm và những cái trang thiết bị đi kèm để mà phục vụ cho cái quá trình chẩn đoán và điều trị, đặc biệt là vấn đề về lấy dị vật đường thở và hơn nữa là những trường hợp mà dị vật đường thở bỏ quên, thì quay vai trò của nội soi ống mềm là ngày càng tỏ ra cái ưu điểm rất là lớn hơn so với cái việc nội soi ống cứng. Bởi vì thứ nhất đó là về cái vấn đề xâm lấn và can thiệp là nó sẽ ít, nó nhẹ nhàng hơn so với vấn đề nội soi ống cứng. Và thứ hai nữa là những cái trang thiết bị gần đây thì nó được phát triển hơn nhiều, và chúng ta có, hầu như chúng ta có đầy đủ những cái dụng cụ mà có thể tương thích với cái ống soi, kể cả ống soi hiện tại mình đang có, tức là ống soi với cái kênh thủ thuật chỉ 1.2 mm thôi, nhưng mà chúng ta cũng có những cái dụng cụ như là kìm gấp dị vật, hoặc là những cái rọ lấy dị vật 4 dây song song, hoặc là rọ lấy dị vật mà 4 dây dạng xoắn. Thì hầu như là sếp và các anh chị của khoa hô hấp Bệnh viện Nhi Đồng 1 đã có và đã trang bị rất đầy đủ và đủ điều kiện để mà chúng ta có thể tiến hành lấy dị vật đối với những trường hợp mà mình dị vật đường thở bỏ quên, tức là chúng ta phát hiện qua nội soi ống mềm chứ nó không có những cái biểu hiện của cái dị vật cấp tính mà cần phải nội soi ống cứng để can thiệp cấp cứu. Dạ em xin hết ạ. Dạ em xin ý kiến của sếp và các anh chị ạ. Dạ. Cảm ơn Phúc. Phúc đưa ra rất là nhiều ý kiến hay ha, và các thông tin rất là bổ ích. Dạ. Xin mời các anh chị khác ạ. Dạ, hỏi ngược với lại bác sĩ Thu Trang là người chuẩn bị ngày hôm nay nè. Thu Trang chuẩn bị bài này rất là kỹ, rất là công phu. Vì trong quá trình em đọc cái tài liệu để mà soạn cái bài này thì em có ý kiến thắc mắc hoặc là muốn thấy gì hay mà em muốn chia sẻ nhấn mạnh mọi người hay không? Dạ em chào thầy ạ. Dạ lúc đầu em làm bài này mục đích là bởi vì lúc mà đó giờ tụi em đi học thì một cái dị vật đường thở được mô tả là một cái tam chứng cụ điển khá là điển hình, mà những cái em đi thực tế lâm sàng thì em gặp được 2 ca dị vật đường thở, và 1 ca là cái ca mà hẹp stent thực quản thầy, thì nó cũng là một cái kiểu như là dị vật bên đường thở mà kéo dài. Thì em thấy được rằng cái lâm sàng của cái dị vật đường thở nói chung là nó không có đặc hiệu, nó không có rõ ràng như bài học của tụi em, nên em mới tìm hiểu thêm về cái vấn đề dị vật bỏ quên như bài hôm nay.
Dạ, thì qua tìm hiểu của em thì em thấy được rằng là như bác sĩ Phúc đã nói, thì cái việc mà nội soi ống mềm ở người lớn đã được xem như là một cái những cái ưu điểm như bác sĩ Phúc đã nói, thì nội soi ống mềm đã được sử dụng ưa chuộng rộng rãi. Trong khi đó ở trẻ em mình thì vì nhiều lý do thì nội soi ống cứng thì trên các tài liệu em đọc thì vẫn được xem là cái lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Thì em thấy cái việc vấn đề và cái việc này còn phụ thuộc nhiều vào cái kỹ thuật tại bệnh viện, nên em thấy cái bài của em tập trung nhiều vào phần chẩn đoán ra dị vật đường thở, nên em thấy là nên em thấy sau khi làm xong bài này em cũng rõ ràng ra được nhiều vấn đề. Dạ, em xin cảm ơn Khoa đã tạo cơ hội cho em làm bài trình này ạ. Rồi, cảm ơn em. Vậy có ý kiến được thế này để nêu ra các bạn trong cái group nội soi cho ý kiến để mà thảo luận luôn. Vậy thì dị vật đường thở đây rốt cuộc là mình làm ống gì? Ống soi, ống cứng hay ống mềm? Có Thu Sương đây không? Cô Thu Sương ở đây. Dạ, có sếp ơi. Dạ, em đang theo dõi à. Dạ. Thì em giống như là em thấy là lúc trước á, mà mình tức là lúc trước á, thì người ta đưa cái phần mà nội soi ống cứng lên, cái vai trò của nó rất là nhiều, và đặc biệt trên trẻ em là tại vì người ta nói là khi mà nội soi ống cứng á, thì bé nó gây mê toàn thân và cái đường thở của bé nó khá ngắn, do đó là người ta đặt cái vai trò nội soi ống cứng trong cái lớp gì và đường thở là nó nhanh gọn và nó giải quyết triệt để cho em bé. Nhưng mà dạo gần đây thì cái sự phát triển của nội soi ống mềm trên cả trẻ em thì người ta cũng đánh giá cái vai trò rất là cao của cái nội soi ống mềm, là tại vì nó đầy đủ dụng cụ đối với những em bé có thể lớn hơn, đối em bé tuổi lớn nhiều khi có thể là trên 5-6 tuổi, gần 12 tuổi thì nó giống như người lớn rồi, thì cái đường thở khá là dài và hầu như nó đã phát triển hoàn thiện giống như người lớn, thì cái vai trò của nội soi ống mềm nó lại đặt ra hàng đầu hơn đối với ống cứng, là tại vì đường thở nó sẽ nhiều ngóc ngách hơn, nó nhiều chỗ gập hơn, và cái nội soi ống mềm nó có thể dùng được rất là nhiều dụng cụ can thiệp để lấy được cái mảnh vỡ, mảnh xương hoặc là những cái mảnh mảnh dị vật mà nó dễ vỡ chẳng hạn, thì đối với mà cái ống mềm mình có những cái rọ mình lấy thì nó sẽ gọn hơn và ít để lại những cái mảnh sót lại ở trên em bé hơn. Dạ, thì em có ý kiến đó ạ. Và em thấy là lúc nãy Trang có nói á, là đối với em bé nhỏ mình thấy là cái nhiều khi nó sẽ rớt vào cái trường hợp dị vật bỏ quên. Đúng rồi, tại vì mình nghiên cứu là khoảng 60% chỉ có cái hội chứng xâm nhập thôi, còn lại sẽ là 40% nó bỏ quên. Thì triệu chứng bỏ quên mà mình thấy là nhiều, gặp nhiều nhất người ta thống kê đó là ho kéo dài mà mình hay chẩn đoán nhầm với suyễn đó, thì mình chú ý cái đó để mình có thể là mình tầm soát, mình đừng có bỏ sót cái dị vật bỏ quên đó. Dạ, em xin hết sếp. Như vậy thì cảm ơn bác sĩ Thu Sương. Thì như vậy thì các bác sĩ trong cái group nội soi mình có ý kiến gì tham luận thêm không? Vậy thì khi nào mình soi ống cứng, khi nào số mềm? Theo bác sĩ Vân Trang thì sao? Vân Trang cũng là trong group nội soi nè. Dạ. Dạ, đối với những em, theo em thì đối với những trường hợp mà dị vật mà mới, tức là mình không bỏ quên á, thì có lẽ là vẫn vai trò của bên nội soi ống cứng. Nhưng mà một khi em bé nó đã có những cái triệu chứng mà dễ lầm lẫn với những bệnh lý khác, thì có lẽ mình, và đặc biệt là nếu mà mình nghi ngờ cái dị vật nó ở sâu á, thì có thể mình đặt ra cái vai trò của nội soi ống mềm, tại vì như Phúc nói là dụng cụ mình đã có đủ rồi, và nếu mà cái ống soi của mình mà có một cái nó bự hơn nữa, thì chắc chắn là cái khả năng mình tiếp cận và nhìn thấy cái đường thở của em bé nó sẽ dễ dàng hơn. Đồng thời là khi mà dị vật bỏ quên rồi thì chắc chắn là nó đã gây cái biến chứng tại đó, có nhiễm trùng này kia mua hạt, thì mình cần phải, có khi mình cần phải điều trị kháng sinh vài ngày nó bớt cái phản ứng viêm tại đó để mình có thể can thiệp sau này. Dạ. Quý bác sĩ Tịnh có tham gia cái group này không ha? Bác sĩ Nhật có không ạ? Thật ra thế này nè, cũng phải nói rõ các bạn, mình phải xác tính một điều thế này nè, là giữa cái ống cứng và ống mềm á,
thì ống cứng nó có cái ưu điểm của nó mà cũng có nhược điểm của nó. Ống mềm cũng có ưu điểm của nó, cũng nhược điểm của nó. Mình nói trước ống mềm, ống mềm thì đương nhiên ưu điểm nó là mềm. À, mình có thể mình đưa xuống dưới nó tương đối nó nhẹ nhàng, không có gây sang chấn gì nhiều. Nhưng mà tuy nhiên ở bệnh viện mình thì vấn đề là các bạn đặt ra vấn đề là ống cứng là phải nội soi, phải nội soi là phải gây mê toàn thân. Bệnh viện mình mấy anh cũng bắt phải nội soi toàn thân à, gây mê toàn thân à, chứ không có phải là hiện thời bệnh viện mình chưa áp dụng cái an thần tĩnh. Đó, thành ra vì do đó, xin lỗi đợi tôi tí xíu. Thành ra cái vấn đề mà an thần là như nhau. Tuy nhiên bên ống cứng nó có được một cái là nó là ống cứng, cái phạm vi mà mình thao tác, mình làm thủ thuật nó rất là nó thuận tiện hơn nhiều so với ống mềm. Ống mềm toàn bộ các thứ mình phải đều thao tác qua kinh thủ thuật, và như các bạn tham gia cái nhóm nội soi rồi bạn cũng thấy rằng kinh thủ thuật nó rất là nhỏ, rất là hẹp. Thành ra vì vậy cái gì mà liên quan tới vấn đề mà cần làm can thiệp thủ thuật thì làm với lại phải làm với lại ống cứng, đó là nguyên tắc. Thật ra chính vì vậy mà khoa mình giờ tôi phải gửi các bác sĩ trước đây thì đã nhiều bác sĩ là qua bên học nội soi ống cứng ở bệnh viện mình rồi đó. Bây giờ hiện thời đang có bác sĩ Phúc đi làm chuyện đó. Thật ra mình muốn mà làm nội soi can thiệp là bắt buộc cũng phải học nội soi ống cứng, đó là một. Thật ra trong riêng trong những dị vật đường thở mình phải xác tính ra một điều thế này: dị vật đường thở, lấy dị vật đường thở là lấy bằng ống cứng, vì đó là biện pháp can thiệp. Thành ra trường hợp mà dị vật đường thở mà rõ ràng là lấy bằng ống cứng chứ không có lấy bằng ống mềm, đó là một mình phải xác định. Tất cả các textbook ngày nay đều khẳng định chuyện đó, và ở trong bệnh viện mình các bạn cũng phải xác tính chuyện đó để tránh cái chuyện nhập nhằng của mình với lại khoa tai mũi họng. Đừng đá lộn sơn nhau, đừng đánh lộn nhau vì chuyện này. Dị vật đường thở là lãnh địa của tai mũi họng, lấy bằng ống cứng. Đó, tới bây giờ là như thế. Nhưng mà vấn đề thực tế như thế nào là ngay cả bên Pháp mấy ông thầy Donato các thứ hôm qua cũng nói cũng vậy, hoặc là Body các thứ qua cũng nói như thế. Là đầu tiên là mấy ông tai mũi họng lấy bằng ống cứng trước, ống mềm thì bác sĩ hô hấp làm. Cái bác sĩ làm hô hấp thì lấy được nội soi đó, lấy được luôn cả dị vật giống như bác sĩ Phúc nói. Thành ra mấy ông tai ống hô hấp ông chơi luôn cái vụ mà lấy dị vật của ông tai mũi họng. Thành ra mấy ông tai mũi họng nói thẳng bên chuyện bên lề mà nói sự thật, nói thấy mấy ông thì làm được thôi đá cho ông làm luôn. Thật ra bây giờ ngay cả bên Pháp cũng có một vấn nạn là gì, dị vật đường thở rõ ràng đó thì là cũng đá sân qua bên 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 hô hấp để lấy dị vật như thường. Chỗ ông Donato tương tự như thế. Thật ra bên ông Donato thì bác sĩ cũng phải biết về nội soi ống cứng luôn. Do vì vậy trong cái hướng của mình là mình các bạn phải học tiếp về nội soi ống cứng chứ chuyện đó. Mà riêng trong lĩnh vực dị vật đường thở tôi xác định cho lại, nếu dị vật đường thở rõ ràng, lấy dị vật đường thở là mình phải lấy bằng ống cứng. Các bạn nghe rõ không ạ? Các bạn có nghe không ạ? Dạ rõ sẽ. Dạ. Thật ra phải xác định chuyện rõ ràng, mình không có đá động sân chỗ chuyện này. Vậy thì tay vậy mình lấy ống mềm bằng cái mềm khi nào? Đúng như bác sĩ Phúc và các anh chị nói là khi nào mình không thấy rõ ràng là dị vật đường thở, mình nghi ngờ hội chứng sắp nhập, đi viêm phổi kéo dài, nghi thấy hen khó điều trị, thì các thứ khò khè hoặc tiếng thở bất thường, mình soi trong quá trình mình soi mình tình cờ, mình nói tình cờ hơi quá đáng, mình phải đi tìm mới thấy, mình phát hiện được dị vật thôi mình lấy luôn. Đó mình ông nội sống mềm mình lấy trong bối cảnh đó. Chứ còn mà trường hợp mà dị vật đường thở rõ ràng, có chứng xâm nhập rõ ràng, hoặc nội soi hoặc chụp lên CT hoặc là trên tiết quan ngực thấy dị vật đường thở rõ ràng là mình không có lấy bằng ống mềm, phải lấy bằng ống cứng, tại vì không làm đó mà xác tính nhau chuyện đó. Thành ra một lát tôi sẽ có cái có bản phân biệt rõ ràng khi nào soi ống cứng, khi nào soi ống mềm, thì lát tôi sẽ trình bày các bạn chuyện đó. Thành ra đó là cái chuyện mà tôi cũng muốn các bạn xác tính chuyện đó cho rõ ràng. Tại trong bệnh viện mình, trong bất cứ một bệnh viện nào mà hô hấp có làm nội soi
tai mũi họng có màng nội soi, thì cái chỗ mà hai bên nhập nhằng chỉ tuyến 17 ngày và đêm đánh lộn nhau gây lộn nhau là ở chỗ này đó. Đó thì đã phải xác định rõ ràng là cái việc mình làm. Mà các bạn, đó là trong textbook, là tất cả textbook đều ghi vậy, làm đúng theo quy định thôi, không có gì hết. Ý các bạn thì sao? Cái việc thứ hai, thật sự ra về vấn đề thì cái CT nó có độ nhạy, độ đặc hiệu cũng cao. Bữa nãy Thu Trang có ghi thì độ đặc hiệu của nó là tới 98%, độ nhạy của nó hình như là 93%, và giá trị tiên đoán âm của nó là 86%. Đó, tôi nhớ không lầm là cỡ đó. Nghĩa là cỡ rất là cao, nhưng mà ở đời không có gì là 100% cả. Và cái này cũng tương tự như thế. Thành ra không ít trường hợp là không có trường hợp nào mà mình có thể dựa cho một cái duy nhất để mình loại trừ chắc chắn cả. Ngay cả nội soi cũng vậy. Một lát tôi sẽ giới thiệu các bạn một cái trường hợp lâm sàng. Nội soi rồi vẫn bỏ sót dị vật đường thở như thường, chứ không phải là không. Thành ra vì vậy mình làm cái đó thì đương nhiên là mình phải biết cái độ nhạy, độ hiệu rất cao. Nhưng mà nhiều trường hợp đúng như kết luận của Thu Trang nói là ngay cả một trường hợp mà CT mà âm tính, và thậm chí mà nội soi mà âm tính, thì cũng không loại trừ được dị vật đường thở bỏ quên. Trên thực tế trong khoa mình cách đây khoảng chừng gần mười mấy năm, có một trường hợp cũng rất là đáng thương. Một em bé cũng rất là bụ bẩm, bà mẹ nó cho ăn cái ăn cháo lại xương nấu rồi lương đó. Bà mẹ mô tả rất rõ ràng hội chứng xâm nhập, rồi đưa vô bệnh viện mình, tôi xin lỗi các bạn nghe qua bạn bỏ, rồi tai vô cái này đứa bị ngưng tim ngưng thở, vô bị cái xong rồi nội soi cũng nói là chụp lên phim mà CT không thấy gì các thứ, cuối cùng ra delay soi lần đầu tiên ra thì nó cũng không thấy gì vậy. Cái thảy lên trên khoa mình, cái đứa trẻ lên trên khoa mình là trong tình trạng, còn lúc mình nằm ở khoa cũ đó, cái tình trạng em bé bị thiếu oxy, nó cũng gồng người hết trơn rồi đó. Mà xem kỹ lại các thứ thì tôi cô Diễm thời gian đó thì nghĩ là không thể nào không loại trừ được dị vật đường thở chắc chắn 100 trường hợp này. Cuối cùng hội chẩn bệnh viện thiếu điều năn nỉ luôn, tai mũi họng mà mới chấp nhận soi tới lần thứ hai mới lấy ra được mảnh xương lương. Mà lấy ra rồi thì đứa trẻ nó bị di chứng não, rất là tội nghiệp đó. Mà chuyện đó về sau cái hậu kỳ nó cũng nhiều chuyện cũng lằng nhằng gì lắm, liên quan tới việc mà dị vật đường thở mà bỏ quên kiểu đó. Ra các bạn cũng thấy có nhiều trường hợp đó cũng rất là đáng thương. Ra mình cũng đúng là cuộc sống nó dạy mình nhiều thứ đó, chứ không phải là không đó. Rồi các bạn còn có ý kiến gì thêm không? Thu Trang có thể Thu Trang những bài này có thể cho tôi có quyền share bài lên không? Dạ được thầy. Dạ để em hoàn chỉnh phần tài liệu tham khảo để em gửi bài cho thầy ạ. Các bạn thấy được cái bài tôi chưa? Dạ thấy rồi. Tôi cũng nói nhanh một số cái thôi. Cái có Thu Trang thì đã nói nhiều rồi thì không nói. À, thì cái vấn đề mà dị vật đường thở đó gọi là bỏ quên, bao nhiêu lâu là bỏ quên, hiện thời trên thế giới là chưa có đồng thuận về cái mốc thời gian. Chứ cái rắn dị vật đường thở là một cấp cứu, một tai nạn, nên càng lấy ra càng sớm càng tốt, người ta nhất trí vậy. Nhưng cái mốc thời gian khi nào gọi là bỏ dị vật đường thở lấy trễ hay bỏ quên thì hiện giờ thế giới chỉ trong thống nhất có nhiều tác giả lấy là cái mốc là 7 ngày, có nhiều tác giả lấy cái mốc là 14 ngày đó. Thành ra thì tùy thôi chứ chưa thống nhất chuyện đó. Nhưng nếu lấy theo cái tiêu chí mà 7 ngày đó, theo khảo nghiên cứu của ông bên Hồng Kông thì thấy là 41% các trường hợp là bị trễ. Rồi nếu lấy tiêu chí là 15 ngày theo Malik thì là chiếm tỷ lệ 1/3 các trường hợp. Mà cái lỗi này là cũng là hai mặt. Một là do cha mẹ, hai là bác sĩ mình cũng có. Cũng có một trường hợp cũng rất là đáng buồn như thế này. Là có một bệnh nhân vô cũng như là bị suyễn. Cái chuyện này, chuyện kinh điển, tôi cũng có báo cáo, cô Diễm cũng báo cáo nhiều lần rồi. Là có một em bé bị suyễn cũng mười mấy tháng thôi. Đó, vô bệnh cảnh gọi là giống như suyễn nặng rồi đó, thậm chí hai lần là chuyển với hồi sức thở máy.
chụp X-quang, chụp CT không ra cái gì hết. Đó. Mà đứa này đặc điểm một cái là gì? Là đứa này là một trong những đứa đầu tiên mà ông Nguyễn Minh Tiến cho xài magnesulfate, sau đó ông báo cáo tùm lum hết trơn đó là thành công đó. Cuối cùng là hố hàng. Là cái đứa này đặc điểm của nó là nó siêu hấp nặng dữ lắm, điều trị chuyển là maximum là không ra, thậm chí là nhưng mà chỉ cần đặt nội khí quản thở máy là nó bớt. À, hai lần thở máy luôn, cái lần thứ ba thì nhập viện ở trên trên khoa bệnh, bữa đó cũng trúng cái tôi trực thì thấy đứa trẻ nó vô lên cơn khó thở mà điều trị các thứ giống như chuyển không thấy, mà nghe kỹ của nó là nghe nó tiếng thở rít ra, vì do đó tôi một hai là phải hội chẩn toàn bệnh viện chừng đó để mà quyết định nội sự đập lại chuyển xuống dưới thở máy là đương nhiên rồi, sau đó là nội soi đó. Rồi cuối cùng là tâm huyết họng thì đồng ý, mới đồng ý là nội soi. Cuối cùng các bạn biết lấy ra là gì không? Là một cái ống nhựa rỗng. Cuối cùng lấy cái ống nhựa đó ra đó thì đưa cho người mẹ nó, thì mẹ không biết, cuối cùng nói người nhà mới biết. Cái đó là cái khúc nói bằng nhựa nhỏ nhỏ của cái đồ chơi mồi xương cốc bằng nít hay chơi bây giờ Việt Nam giờ không thấy nữa rồi. Là bóp cái boa cái cốc chảy bạch cà bạch cà bạch cà bạch á, nó có miếng nhựa. À, tôi nhớ vẫn gì màu đỏ đỏ gắn vào chỗ đó, mà ống nhựa này ống nhựa rỗng ruột ra, khi mà ống nhựa mà nó xoay ngang ra nó bít đường thở thì mẹ đâu thở đâu được, nhưng mà khi mình đặt nội quản thì giống như mình đẩy cái ống xuống rồi đó, thành ra nó là cái lọng nó rỗng ra, nó thở được bình thường ra, thấy đứa này là điều trị chuyển cân nặng hai lần mà ngon lành đó. Với cuối cùng lấy ra được gì giật đường thở rồi, tôi cô Diễm cầm cái đó tới người nhà hỏi cái này nhớ là gì hay không, bà mẹ nó không biết, còn hỏi người giữ cuối cùng mới biết, là cuối cùng ra cái bà cô Diễm mới la mẹ nó, này nó mẹ nó hư quá cái này mà cũng không để ý, thì quá ra là người nhà là vậy nè, bà người giúp việc á, cuối cùng bà thú nhận là bà biết cái vụ đó, nhưng mà bà sợ bà chủ la, tại ra bà không dám khai, thành ra vụ dị vật đường thở mà hội chứng xâm nhập nó tới vậy dữ lắm, bà không dám khai. Cô Diễm mới la người nhà đó, người mẹ hư quá, tại bà mẹ cũng trẻ lắm không, cái bà mẹ nói một câu mà cô Diễm cũng tắt đài luôn, nói bác sĩ cũng hư quá, bác sĩ cũng hư vậy, rồi hai lần vô thở máy thì mới mồi ra được dị vật đường thở đó, thành ra nó là cũng cả vấn đề như vậy là không, thành ra cái bạn cũng lưu ý cái chuyện đó. Rồi đương nhiên là nếu mà để càng lâu thì hậu quả càng lớn, nên cũng nói rồi. Về đề chẩn đoán thì mình biết mình chưa nghiên dựa trên lâm sàng, mà chủ yếu là khai thác hội chứng xâm nhập, chẩn đoán hình ảnh để X-quang ngực, CT ngực và nội soi, đó là mình biết rồi. Cái triệu chứng là tùy thuộc vào vị trí, cái này tôi đang nói rồi. Không? Rồi. Mình lưu ý là cái này hội chứng xâm nhập là một cái mà bao giờ mình cũng phải nghĩ tới, phải hỏi khai thác. Mà lưu ý cái chuyện mà có hội chứng xâm nhập hay không thì nó tùy, nó có nhiều lý do, nó có thể là không có ở khoảng chừng tới 1/4 ở trường hợp rồi. Và rất nhiều nghiên cứu, bạn đã bệnh viện vòng 1 làm nghiên cứu mấy lần rồi, ít nhất là khoảng 70% trường hợp thì mới, ít nhất là gần 30% trường hợp là không khai thác được hội chứng xâm nhập vì nhiều lý do. Một là người nhà không để ý tới, nít nó nhỏ nó chơi ngậm nhỏ ta không để ý tới. Cái chuyện thứ hai đó, người làm ngồi giấu. Đó, thành ra mình phải hỏi rất là kỹ chuyện này. Thành ra vì vậy mới đặt ra vấn đề là chẳng hạn các trường hợp viêm đa khí quản có mỗi câu bắt buộc là các bạn phải khai thác hội chứng xâm nhập có hay không và phải ghi hồ sơ, giống như là cái pháp lý để bảo vệ mình đó. Tới chừng có một ngày đẹp trời nó lòi ra dị vật đường thở bỏ quên đó, thì người ta trách mình nó không ghi hội chứng xâm nhập, nó khai thác không có, thì người ta sẽ nói mình là mình quên khai thác chuyện đó. Thành ra bạn lưu ý chuyện đó. Cái hội chứng xâm nhập thì các bạn cũng rành rồi. Đó, vấn đề là X-quang thì thường thì hên dữ lắm mình mới thấy là được hình ảnh nó trên X-quang, nó thấy dị vật cản quang. Tại bởi lẽ thì gần như 80-90% là dị vật nó không cản quang, người ta đâu thấy được X-quang thường. Và nhiều nghiên cứu thấy rằng một trường hợp dị vật đường thở rõ ràng có tỷ lệ khoảng mười mấy thậm chí 30% là X-quang bình thường. Ra vì vậy một X-quang ngực bình thường thì không loại trừ dị vật đường thở thì đó đương nhiên rồi. Thì các biến chứng thường gặp bất quang điểm đại thu trang cũng nói rồi trên nước qua nha, trên nước qua đây chẳng hạn trường hợp này là giống như sổ số nè, dị vật đường thở
cản quan phát hiện được trên ngay phim thẳng của mình đó. Đây đây đầu bút giống như cái đầu đầu bút bút mực gì đó à. Và cũng có trường hợp mà Thu mà mới nãy Vân đang nói là trường hợp thật ra dị vật với quản bên gặp phải rồi, không phải lúc nào nó cũng rõ ràng thế này. Nhiều khi mình mà xem danh có đặc biệt các bạn cầm phim mà bạn dơ lên trời như thế này thì nhìn thì không ra đâu, bắt buộc nên để trên negato để khảo sát thật kỹ x-quang của nó thì mới tránh được bỏ sót. Đây trường hợp này cũng rất là hy hữu nè, nuốt vô nguyên cái đinh ghim luôn. Thì dấu hiệu gián tiếp thì trong y văn nói là khi thấy thủng do tắc nghẽn thôi đó. Trường hợp này là chụp ở khoa mình nè, em bé đó, đó nó bị ứ khí một bên, ứ khí phía nam một bên, thấy so sánh cả hai bên. Mà trên cái phim này các bạn lưu ý, nếu mà mình chỉ ngồi khám bệnh rồi mình dơ lên trời mình đọc phim là không có cách chi mà mình phát hiện được đâu. Thành ra mọi cái phim này các bạn phải để trên Denato, Negato, phải đứng xa, đứng nhìn từ xa khoảng thước á thì mình mới thấy rõ được mức độ chênh lệch về mức độ cảm quan của hai bên. Chứ còn mình chỉ dơ lên trời mình xem kiểu mà khám bệnh mà thần tốc á thì bỏ sót liền. Nó để ra một số kỹ thuật chẳng hạn như người ta chụp thì hít vào thì thở ra thì nó sẽ làm rõ hơn cái chuyện đó. Các bạn thấy như cái phim này chẳng hạn, phim bên trái thì hít vào thì không thấy gì, khi thì thở ra thì nó sẽ bị tắc binh đè, nó bị bẫy khí chỗ này, thành ra chỗ này nó vẫn còn ứ khí thì nó lộ rõ hơn sự khác biệt này đó. Tuy nhiên cái vấn đề áp dụng cái này thì nó có dễ hay khó, nãy Thu Trang nó khó thì thuộc vào sự hợp tác của em bé. Thì thật ra thì em bé lớn có thể hợp tác được, người lớn có thể hợp tác được, ở trên nhỏ thì không hợp tác. Nhưng nó còn phụ thuộc một cái điều nữa này là kỹ năng của người kỹ thuật viên chụp X-quang đó. Thì thật ra cái này tôi học của ông thầy X-quang người Pháp cũng có một cái chiêu thế này. Thật ra con nít nó khi nó khóc, các bạn để ý cái thì nó khóc là thế nào, ê, giống như nó thở ra, nó khóc rồi thở ra rồi là lúc hít vào, ê, là thở ra hít vào đó. Thật ra nếu mà người ta muốn, người kỹ thuật viên muốn đó, mình bác sĩ mình nghi ngờ ca này diệt đừng thở, thì tôi khuyên các bạn nên đi theo bệnh nhân đi xuống dưới tỉ tê tí xíu, bỏ nhỏ ông kỹ thuật X-quang nó ráng dịp giùm em thì thở ra thì hít vào, cầm theo tiếng khóc của nó vẫn có thể chụp được gì được đó. Giống như trường hợp này, trường hợp này là chụp ở bệnh viện mình đấy, vẫn có thể chụp được như thường. Rồi máy X-quang đó thì bất thường như thế nào thì nãy Thu Trang có rồi, độ nhạy cảm, độ đặc hiệu của nó tùy theo nghiên cứu, độ nhạy cảm nó gần như 100% độ đặc hiệu thì nó cũng cao, thì mỗi tác giả là một nghiên cứu khác nhau, nhưng mà nói chung là độ đề cảm đồng nhiều cũng rất là tốt. Nhưng mà bạn lưu ý nó cũng có dương tính giả, âm tính giả thì là chuyện đương nhiên rồi. Chẳng hạn như nếu mà nó bị đặc biệt, nếu dị vật nằm không cản quan thì vẫn có thể không ở lát cắt, mình chọn cái lát cắt không phù hợp như bác sĩ Phúc nói thì mình vẫn có thể mình bỏ sót như thường. Và ngay cả dương tính giả cũng có chứ phải là không đó. Tại vì chẳng hạn đặc biệt trong các trường hợp dị vật đường thở mà bỏ quên á thì nó viêm, nó tạo thành mấy granulom, nó thành nút nhầy và thậm chí nó tạo thành sao ảnh, thành ra vẫn có dương tính giả như thường đó. Thì bây giờ người ta đặt ra vấn đề là đặt nội soi khí phế quản ảo đó, dựa trên cái CT ngực. Thì cái này thì bên X-quang đặc biệt các bác sĩ về nội khoa hô hấp người lớn cũng khoái cái này lắm. Nhưng mà thật sự các bạn thấy rằng thật ra cái CT ngực thì các bạn muốn tạo cái này thì phải tái tạo rồi làm nội soi phế quản não là cũng là tái tạo mà ở đời như ta nói trung gian chứ đâu phải hình ảnh trực tiếp. CT ngực tái tạo hình ảnh tức là bạn tạo hình ảnh gián tiếp, mà ở đời hễ có trung gian thì trung thì ít mà gian cũng có. Thật ra vì vậy cái đó nó cũng không phải là một cái tiêu chuẩn dạng, nó giúp mình khả năng mình phát hiện được nhiều hơn thôi. Mà ngay cả vấn đề cái này mà một cái âm tính mình cũng không có loại được đâu. Đây trường hợp này của bệnh viện mình á, làm cái này đó thì CT cực kiểu này có rất nhiều hình ảnh thì các bạn có thể thấy được đó. Rất là rõ ràng trường hợp này ít phải hoạt động vỏ đầu hoặc động phòng á, rất nhiều hình ảnh thì các bạn có thể thu thập
một cái ca này là mới đây mà bác sĩ Phúc cũng mới vừa có cái thu thập và báo cáo đó. Một bệnh nhân này nam 4 tuổi nhập viện vì ho đàm kéo dài, điều trị như viêm phổi ở địa phương tuyến dưới không khỏi, làm xét nghiệm viêm lao âm tính. Chụp lên X-quang thì thấy tổn thương nhu mô bảo dạng và có hình ảnh dạng phế quản ở nửa dưới phế trường bên phải thì thôi. Chụp lên CT thì đầu tiên mình chỉ thấy cái thâm nhiễm nhu mô và cái hình ảnh dạng phế quản thôi. Ở đây thật sự là rất là khó lòng. Phải tinh ý dữ lắm thì mới kiếm ra chuyện được, rất là khó lòng để phát hiện chuyện gì bất thường. Phân tích kỹ ra thì mới thấy nó là một cái dị vật ở phế quản trung gian bên phải. Thì cái này là cũng là cái công của bác sĩ Xuân dữ lắm, họ ngồi phải kiên trì, phải khảo sát dữ lắm để mình tìm ra được. Chứ còn trên một cái phim như thế này phải nói là tìm ra nó là không phải là dễ, tại vì đặc biệt là nó là dịch nằm lâu bỏ quên ra nó hiện tượng viêm các thứ thì các xuất tiết các thứ là nó đương nhiên nó có rồi. Thật ra vì vậy một cái phim CT rất là khó. Thật ra vì vậy nếu mà không phát hiện được thì ngoài chuyện đó còn tùy thuộc vào cái tài năng của bác sĩ X-quang nữa chứ phải là không. Để các bạn lưu ý chuyện đó. Cùng ca này đó, bác sĩ Phúc có lấy chụp hình ra thì nó lấy ra được một cái tinh bích nhựa màu đen cái này thì đánh qua nội soi. Cái này trong cái đồ chơi của nít ấy, tìm ra chuyện đó. Đã bị bằng nhựa, đó X-quang không cảm quan, đó là không cảm quan. Đây tốt, thật ra mình chụp lên X-quang phổi thường đâu có thấy rõ đâu. Rồi vấn đề nội soi phế quản ống cứng ống mềm thì tới bây giờ ta vẫn khẳng định nó là kỹ thuật chuẩn. Ông dị vật được thở. Rồi ống mềm thì độ nhảy độ cảm độ rất là cao. Nó làm thì có vẻ nó cũng nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà nó cũng có khi là không phát hiện được cái dị vật được thở ở phế quản. Ủy ban cũng có mà bên bệnh viện mình cũng nói rồi. Là có trường hợp là do dị vật bỏ quên làm lâu nó gây làm tổ sinh ra phản có mô vạc rồi tăng sinh mạnh ở bên quanh dị vật, rồi thậm chí có nhiều chất xúc tiết nó che là chỗ dị vật đó mình đâu có thấy, không có thấy được. Đây trong bệnh viện mình đã một cái trường hợp như vậy rồi, xưa một lần cũng âm tính, làm CT thì không thấy mà vẫn nghi ngờ dị đường thở, nội soi một lần không tính âm tính, lần đó thì mình phải mời họ trở về bệnh viện. Không thể nào không loại được cái gì thân theo loại được gì vật được thở mới chấp nhận soi trở lại, thì mấy ảnh phải rửa thiệt kỹ cái đó cuối cùng mới lấy ra được cái gì vật được thở. Thành ra ngay cả nội soi cũng mềm như vậy, nó cũng còn có cái bẫy của nó hay không. Đây vị trí gì vật mới nãy bạn Thu Trang nói rõ rồi. Cái bản này thì nó nói về độ nhạy cảm và độ đặc hiệu của các phương tiện giúp mình chẩn đoán, dựa trên chẳng hạn như hội chứng xâm nhập thì độ nhạy cảm 75%, độ đầy cảm nó thì cao 92%, nghe phổi, nghe vào phế nang thì các thứ nó khó lắm. Viết xoang ngực độ nhạy cảm thấp 62%, độ đặc hiệu nếu có thì nó cao hơn 97%. Rồi CT ngực thì độ nhạy cảm và độ đặc hiệu nó tương đối tốt. Thì ở đây thì chắc cô thu sư chắc nhớ trường hợp này. Thì cách đây năm 2020 thì tôi với lại cô Thu Sương có hướng dẫn một số em ở sinh viên Đại học Quốc gia khi sáu làm cái khóa luận tốt nghiệp, thì các bạn có một số cái con số để mình coi cái ở điều kiện ở bệnh viện mình như thế nào. Thì mấy em làm trong vòng 2 năm thì có 64 ca này, vừa làm tiền cứu vừa làm hồi cứu, thì cái tuổi đa số cũng giống như Thu Trang nói thì gần 70% là lứa tuổi nhỏ dưới 3 tuổi. Rồi, bạn trường hợp này thì nếu mình lấy tiêu chí gọi là giật dừng thở mà muộn á, là sau 7 ngày thì khoảng 1/4 cái trường hợp đã nhập viện sau 7 ngày, tức là mình có thể mình xếp vào nhóm mà nội soi muộn. 1/4 thì có hội chứng xâm nhập rõ, nó nhập viện ngay từ ngày đầu, nhưng mà 1/4 là nó muộn. Đó, hội chứng xâm nhập thì đây thấy các bạn thấy rằng tới 28% các trường hợp là không có hội chứng xâm nhập. Thành ra hội chứng xâm nhập là cái chuyện mà có thì mình hướng nhiều tới việc đường thở, nhưng mà không có thì cũng giống y như sách vậy, cũng không có loại trừ được. Đã vì vậy chẩn đoán ra viện lung tung lắm.
3/4 là chẩn đoán dị vật đường thở, còn ngoài ra chẩn đoán đủ kiểu viêm phổi gì các thứ tùm lum hết trơn chỗ này. Thành ra mình cũng cảnh giác nhiều đó. X quang ngực thì trường hợp này 60+ bệnh nhân nhưng mà 44 trường hợp là chụp X quang phổi thôi. Tại vì trường hợp kia, mấy trường hợp kia dị vật đường thở nó rõ ràng quá rồi được đề ra soi luôn. Đó. Thì trường hợp này thì trong số 44 trường hợp được chụp X quang phổi này đó thì 50-50, 50 là bình thường, 50 là X quang bất thường. Ra giá trị của X quang ngực thẳng thì nó cũng là hạn chế, tuy nhiên mà mình cũng vẫn phải làm. Đây là những bất thường mình thường gặp trên X quang phổi. Một là hình ảnh mà ở trên mà gọi là đông đặc phổi hay xẹp phổi, nếu cộng lại cái này thì sắp xỉ cũng khoảng chừng 33%, 1/3 các trường hợp. Ứ khí bất thường là cái bất thường, cái thường gặp thứ hai là 15% trường hợp. Người ta cũng giống y văn vậy, thường gặp nhất là đông đặc phổi, dạng đông đặc hoặc xẹp phổi gì đó. Ứ khí bất thường là 1/15%. Có một trường hợp duy nhất là thấy được dị vật trên phim thôi. Rồi còn trường hợp mà chụp CT chỉ có 12 phần trường hợp trong số 6+ trường hợp mà chụp CT thì thấy bất thường của nó, các bạn thấy cũng là xẹp phổi, ứ khí là chính. Ở đây thì các bạn này có làm mẫu so sánh lý thú thế này, có một số trường hợp chụp X quang ngực thì bình thường. Mà chụp CT thì bất thường. Hoặc là X quang ngực thì thấy bình thường nhưng mà CT thì thấy bất thường, thì thấy rằng có khoảng chừng 1/3 các trường hợp là X quang thì thấy bình thường nhưng chụp CT là thấy bất thường. Tuy nhiên xét về phương diện thống kê thì không khác biệt có ý nghĩa thống kê. Thật ra giữa X quang vi ước và cái CT nó cũng có một cái độ trên nhất định mà chúng ta, mặc dù không nghĩa thống kê nhưng mà con số 33% thế này là cũng là cái chuyện mình cũng không thể mà đạt được. Rồi phân bố dị vật theo CT thì các bạn cũng giống giống như thu tra thôi. Mật độ thì thấy là đa số đó là các xương, thì mật độ xương đó là mình để mình thấy ngay đó thì chỉ chiếm có tỷ lệ là 30%, cảm quan mà dạng kim loại đó là 7% và các cảm quan khác là khoảng 60% các trường hợp. Về vấn đề lấy thời gian lấy dị vật thì thấy trên 7 ngày. Các trường hợp này có dấu xâm nhập rõ quá thì không nói. Mình bài mình tại khu trú cho cái dị vật được thở bỏ quên thì có khoảng chừng 8% là lấy dị vật là sau nhập viện tới 7 ngày. Thì các loại dị vật cũng thông dụng thì các bạn cũng biết rồi. Vị trí dị vật của mình nói thôi. Đã tóm lại thì thấy rằng trong cái trường hợp mà dị vật đường thở đó thì việc chẩn đoán về phương diện lâm sàng nó khó khăn do cái việc hội chứng xâm nhập cũng như xám thấp phổi đó, thì cái độ nhạy cảm và đặc hiệu nó thấp, không phải trường hợp nào cũng có. Đã vì vậy các việc mà làm các xét nghiệm thăm dò chức năng khác, các xét nghiệm thăm dò khác trang X quang CT, đặc biệt CT nó cũng có giá trị. Đó, vấn đề mà nội soi thì đó, nội soi ống cứng thì luôn luôn được hiện hàng đầu. Khi mà mình nghĩ tới dị vật đường thở thì ống mềm thì có dây cao giúp trường hợp, đặc biệt trong các trường hợp mà dị vật đường thở bỏ quên đó. Thì thường trở lại cái câu hỏi mới nãy mà mới nãy cô Thu Trương, cô Thu Sương, cô Vân Trang cũng có nói, tại trên thực hành lâm sàng mình các trường hợp dị vật đường thở mà cấp tính mà họ chỉ xác định rõ thì mình không muốn quên, đó là không phải phạm vi mình bài ngày hôm nay. Và cái bài mình là dị vật đường thở bỏ quên thì mấy đây là những cái bối cảnh thường gặp nhất, người ta tôi xin nhắc lại. Một là mình tiếp cận trong phòng trường hợp em bé bị thở khò khè, giống này lôi đầu khò khè các bạn biết rồi. Nếu khò khè ở đây xảy ra cấp tính mà có hội chứng xâm nhập rõ thì dương nhi dịch được thở thì ông bạn nó không bỏ quên. Thường mình thấy gặp là trường hợp chẳng hạn khò khè tái đi tái lại hoài, ngoài cái việc mình chẩn đoán với he phải chẩn đoán phân biệt trào ngược thực quản và cái dị vật đường thở cũng đừng quên chuyện đó, đó là một. Cái thứ hai nữa, trong quá trình một số trường hợp mình điều trị hen mà hen khó điều trị quá, mình phải nghĩ tới một số định bệnh khác. Đó, thì trong số định bệnh khác để thì mình cũng đừng quên là cái dị vật đường thở. Ra tôi được bối cảnh thứ nhất để mình nghĩ tới cái tiếp cận đó, tiếng thở bất thường và trong đó đặc biệt là khò khè và hen. Cái bối cảnh thứ hai
để mình phải nhớ là cái để mà đừng bỏ sót các trường hợp mà việc đường thở mà bỏ quên, đó là trường hợp bị viêm phổi kéo dài hay tái phát. Thì đi lưu đồ này các bạn cũng đã quen rồi, trong bắt đầu điều trị bệnh viện mình cũng có. Nếu như các bạn thấy tổn thương giải phẫu mà chỉ có một vùng giải phẫu thôi, cho nhiều viêm khác nhau có bị con chỗ, thì khi đó mình phải nghĩ tới nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó nguyên nhân quan trọng đó là giật đường thở. Ở thành ra các bạn nhớ dùm cái hai cái bối cảnh chính mà mình thường có thể tiếp cận được ở trên khoa mình là như thế. Ở đây lưu đồ, xử trí, nói chung gì là đường thở thì tóm lại là vậy. Ở này để trả lời cái câu mà mới trước đây mấy ngày thì bác sĩ Nhật có hỏi là giật đường thở vậy thì chuyển hô hấp hay là chuyển tai mũi họng, thì thống nhất là lưu đồ như thế này. Nếu mà di vật đường thở mà có hội chứng xâm nhập rõ mà thậm chí đến mức bệnh nhân bị ngạt thở luôn thì đương nhiên là phải nhập hồi sức và nội soi ống cứng để lấy di vật luôn. Đây phải nội soi ống cứng tại vì di vật rõ và mình cần can thiệp. Thứ hai, nếu mà hội chứng xâm nhập rõ thì cái này là nhập tai mũi họng và người ta sẽ làm nội soi ống cứng để ta lấy di vật ra. Đấy là chuyện thường ngày ở huyện, ở bệnh viện trong bộ, ở khoa tai mũi họng. Còn mình khoa hấp mình lại chỗ này là khi mà hội chứng xâm nhập không rõ, nghi ngờ gì được thở bỏ quên, như hàng trăm bối cảnh một đứa bé nó thở rít tái đi tái lại nhiều lần, một em bé nó khò khè, mọi em bé hen khó điều trị, một đứa viêm phổi tái phát, viêm phổi kéo dài mà tổn thương có một bên thôi, thì khi đó hội chứng xâm nhập không rõ thì đương nhiên phải làm một số xét nghiệm trong X-quang CT vân vân. Thì nếu mà vẫn nghi ngờ tới dị vật đường thở thì khi đó nếu nghi ngờ mà dị vật đường thở nhiều thì thậm chí là người ta nội soi ống cứng luôn. Còn nếu mà khả năng nghi ngờ dị vật đường thở ít thì khi đó làm tiếp CT ngực. Nhưng mà có điều bệnh viện mình là đây là mấy ảnh đề CT ngực hết và khi đó mình sẽ làm nội soi ống mềm. Rồi sẵn thì cũng nhắc lại rất là nhanh những nhân dài bài dị vật đường thở, các bạn có bác sĩ trẻ thì này bạn cần phải nắm cho rất là nhanh thế này. Cái vấn đề dị vật đường thở trên là chuyện rất là quen thuộc, mình nhớ cái hội chứng xâm nhập ha, mình nhớ cái này. Rồi khi phát hiện đứa trẻ hay nghi ngờ dị vật đường thở mình làm gì, mình cần phải nắm cái này. Cái này bác sĩ mình bắt buộc phải nắm chứ không phải là không cần phải chuyên sâu quá đâu. Một phải bình tĩnh, cái hai là không có nên cố gắng móc dị vật ra khỏi miệng vì chưa chắc lấy ra được, mà có khi mình móc mình đẩy vô sâu hơn và thậm chí có thể làm trẻ nôn ói, mà ói để hít sặc lại chất ói là nguy hiểm hơn. Rồi bệnh xử trí thì tùy thuộc cho em bé nó tình trọng trạng bé như thế nào. Nếu em bé nó tỉnh táo hồng hào, không có thở, vẫn khóc, vẫn nói được thì khi đó nó có hội chứng xâm nhập rồi nha. Đối cảnh đó là hội chứng xâm nhập rồi thì khi đó người ta khuyên nó ngồi ở tư thế nào, giữ nguyên tư thế đó chứ không nên thay đổi tư thế, nhanh chóng mang đến bệnh viện để mà kiểm tra và nội soi lấy dị vật ra. Còn nếu mà đứa trẻ có biểu hiện siêu hấp nặng với tím tái, khó thở nặng, ngừng thở dần dần, không có ngủ được, khi đó thì gọi cấp cứu. Mà trong quá trình mình gọi cấp cứu đó, chờ cấp cứu tới đó, mình phải tiến hành thủ thuật can thiệp ngay trong thời gian chờ đợi. Thành ra các bạn bác sĩ trẻ mình phải biết về cái kỹ thuật này. Cái này là cái cơ bản của mình rồi. Thì đối với trẻ dưới 2 tuổi thì nhắc nhanh thôi, đó là mình mổ lưng ống ngực. Mổ lưng ống ngực như thế nào thì các bạn xem trong phác đồ điều trị. Và bạn học cái lớp và cấp cứu các bạn biết rồi. Còn trẻ trên 2 tuổi khi đó mình sẽ làm nghiệp pháp Heimlich hay là nghiệp pháp ép bụng. Cái cách làm như thế nào thì các bạn cũng cần phải xem lại chút nha, và các bạn cần phải nắm cái này, bác sĩ mình không thể là không biết cái này đó. Rồi trường hợp mà nếu mà đứa trẻ mà nó bị hôn mê bất tỉnh thì người lớn cũng thế, thì người ta phải sơ cứu như thế nào đó. Sơ cứu ở đây thì nó đặt ra vấn đề là mình phải đầu tiên mình phải bắt đầu bằng hà hơi thổi ngạt trước cái đã. Cái tư thế của mình khi sơ cứu như thế nào thì các bạn xem lại, mà cần thiết phải ôm lại vấn đề này, phải nắm từ đó. Đây tư thế. Và lưu ý rằng sau khi sơ cứu, nếu mà vẫn ở nhà mà nếu thấy vẫn lấy văng cái gì giật ra được thì vẫn khuyên người nhà mang tới bệnh viện để kiểm tra ngay.
để tránh cái trường hợp tháng sau nó vô nhập viện khoa hô hấp gặp bác sĩ xương lý do nó dị vật đường thở bỏ quên. Trường hợp này cũng có, trường hợp nó văng ở đường nửa hạt đậu vọng, nhưng mà nửa hạt lại nằm lại chơi chỗ đó. Rồi nay là cũng là cái buổi sinh hoạt của đầu năm của năm 2022, thì thôi thì cũng gửi đến lời chúc mừng năm mới đến tất cả các bạn đang tham gia câu lạc bộ này. Năm mới là mong là dịch bệnh nó mau chóng qua, tất cả các bạn đều mạnh khỏe ha, rồi đạt được nhiều thành công. Đặc biệt các bạn mà nội trú, các bạn bác sĩ trẻ đang đi học, thì mình hoàn thành được cái chỉ tiêu học tập của mình và nhiều thăng tiến trong tương lai. Rồi gửi lời chúc sức khỏe tới các bạn và gia đình các bạn luôn. Rồi đó là một số điểm tôi muốn chia sẻ với các bạn. Rồi các bạn còn có ý kiến gì thêm không? Có Vân Trang. Dạ. Dạ. Thấy là bài chuẩn bị cũng sẽ rất là đủ, đặc biệt là cái phần mà mình phải có những cái biện pháp sơ cứu khi mà em bé có cái hội chứng xâm nhập mà đang vô cái tắc nghẽn mà cấp tính, thì cần phải chú ý cái đó. Dạ. Các bạn, ngày hôm nay tôi biết là ngày hôm nay chủ đề là của mình là gì, dẫn đường thở bỏ quên, nhưng mà tôi nghĩ rằng nhân cơ hội này tôi muốn nhắc là cái đó là bắt buộc mình phải biết. Dạ, dạ đúng rồi. Ở đây còn có bạn nào có ý kiến gì thêm không? Rồi thôi dừng lời cho cô Vân Trang. Dạ. Dạ. Mọi người nếu không có ý kiến gì thì em cũng xin kết thúc cái buổi sinh hoạt hôm nay. Dạ. Cái chuyên đề sắp tới thì có hai bạn nội trú thì năm nay là năm 3. Là tuần sau thì mình có cái chuyên đề về tổn thương phổi trong bệnh lupus của bác sĩ Diễm, và tuần sau nữa là viêm phổi, thì viêm phổi liên quan đến EBV CMV của bác sĩ Việt. Dạ. Còn sau đó là còn cũng là bác sĩ Cầm, cũng là năm nay năm 3 luôn, thì bác sĩ Cầm có lựa chọn là ứng dụng của cái thuốc đối kháng ăn Leucogen trong cái bệnh lý hô hấp, cũng là khá là thú vị tại vì chúng ta rất là hay sử dụng, đặc biệt là Montelukast. Dạ. Thì lịch thì có thể em sẽ đăng sau trên Zalo ạ. Dạ. Rất cảm ơn cô Thu Trang, để cảm ơn rất là cái sự nhiệt tình rất là lớn của các bạn. Mà cô Thu Trang coi tính toán làm sao sắp xếp làm sao, tại vì mình phải có thời gian nghỉ Tết đó ha. Dạ. Đó. Cũng tính toán làm sao sắp xếp hợp lý để các bạn cũng đừng có vướng bận vào giai đoạn nghỉ Tết quá. Dạ. Vâng. Rồi vậy thôi cảm ơn cô Vân Trang ha. Rồi cảm ơn Thu Trang. Thôi chào tất cả các bạn. Chúc mọi người nghỉ trưa ăn cơm ngon miệng. Dạ. Em xin cảm ơn sếp. Chào sếp. Dạ, em chào sếp, em cảm ơn sếp. Mọi người.